Hôm nay theo yêu cầu của khách thì mình sẽ bảo dưỡng côn trên dòng xe lít 125 này. Mình chia sẻ đến cho anh em và các bạn để bạn nào mà đang sử dụng tất cả dòng xe tay ga nói chung và cái dòng xe lít 125 của hôm nay mình làm video nói riêng, khi nào thì các bạn cần bảo dưỡng côn. Cho là những anh em mà đang học nghề hay mới vào nghề thì có thể là tham khảo video của mình để áp dụng. Bước đầu tiên thì các bạn sẽ tháo mở lốc côn trên xe bằng cách các bạn sẽ tháo mở toàn bộ ốc trên lốc côn. Các bạn đang sử dụng tất cả dòng xe tay ga từ xe SH, xe AB, xe Vision hoặc là xe lít như này thì khi các bạn sử dụng từ 5 đến 7.000 cây số trở lên thì các bạn cần đem xe tới HEC để các bạn kiểm tra và bảo trì bảo dưỡng côn cho xe của các bạn để xe của bạn sử dụng được bền bỉ hơn theo với thời gian. Côn của xe sử dụng lâu mà các bạn không kiểm tra bảo trì bảo dưỡng đúng với định kỳ thì khi các bạn di chuyển xe thì xe sẽ không đạt đến cái tốc độ như các bạn mong muốn. Và khi các bạn di chuyển xe thì côn sẽ sinh ra tiếng kêu. Vậy từ cách kiểm tra đến cách bảo dưỡng, bảo trì là cách tháo mở côn trên xe tay ga nói chung là dòng xe lít của hôm nay mình làm video nói riêng thế nào. Thì bây giờ xin mời các bạn cùng nhau theo dõi video chi tiết cách bảo trì bảo dưỡng côn. Khi các bạn đã tháo mở được toàn bộ ốc trên lốc côn của xe thì các bạn sẽ sử dụng búa cao su để các bạn đánh thức và tháo mở lốc côn. Các bạn sẽ tháo mở chi tiết từ côn trước đến côn sau. Khi tháo mở côn trên xe thì các bạn cần kiểm tra chi tiết từ chuông đến búa ba càng rồi là bi côn đến dây cô loa. Các bạn sẽ tháo mở toàn bộ từ côn trước cho đến côn sau dây cô loa xuống bên dưới để các bạn kiểm tra bảo trì bảo dưỡng và vệ sinh. Ok, khi các bạn đã tháo mở toàn bộ chi tiết từ côn trước đến côn sau thì các bạn sẽ sử dụng súng xì hơi để các bạn xì sạch những các cái bụi bẩn ở bên trong từ chuông côn đến búa ba càng rồi là bi côn. Côn của xe sử dụng lâu, quá trình xe sử dụng và vận hành thì sẽ sinh ra tình trạng là bị bụi bẩn như các bạn đang xem và theo dõi video. Khi các bạn sử dụng xe từ 5 đến 7.000 cây số trở lên thì các bạn cần đem xe đi kiểm tra và bảo trì bảo dưỡng vệ sinh côn cho các bạn một lần để xe sử dụng được bền bỉ hơn theo với thời gian. Các bạn cần vệ sinh và kiểm tra bu li trước, bu li sau
đó là những bộ bi côn của xe các bạn nhé. Các bạn cần kiểm tra đến độ phẳng của bô ly trước này. Các bạn cần kiểm tra những bộ bi côn này. Đây các bạn, quá trình côn của xe sử dụng lâu thì sẽ sinh ra tình trạng bám bụi bám bẩn rất nhiều ở bên trong côn này. Khi mà côn của xe bám bụi bám bẩn như này thì sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của xe rất đáng kể. Các bạn cần xịt xì sạch sẽ hoặc là các bạn sẽ giữ sạch. Nếu như tình trạng mà những viên bi côn bị bẩn quá như này thì các bạn cần rửa sạch sẽ các bạn nhé. Các bạn cần xịt xì bên trong của lốc côn này. Khi các bạn đã vệ sinh toàn bộ chi tiết từ côn trước, côn sau đến bi côn, chùm côn và búa ba càng rồi thì đến bước các bạn sẽ lắp ráp từ bi côn đến côn trước và côn sau. Tiện đây thì các bạn cần kiểm tra đến những bộ bi côn của xe nhé. Nếu bị mòn vẹt thì các bạn sẽ tư vấn cho khách hàng để thay sang những bộ bi côn mới cho xe. Các bạn chú ý thao tác mình làm, mình thực hiện để khi các bạn bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra côn để được dễ dàng hơn. Với những anh em mà đang học nghề và mới vào nghề thì anh em và các bạn cứ mạnh dạn tháo mở côn trên xe ra để anh em và các bạn kiểm tra và bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh nồi côn. Kênh xe máy chất nổ của mình thì cũng có hỗ trợ trực tuyến qua Zalo, Facebook rồi là số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Bạn nào mà cần hỗ trợ gì về lĩnh vực sửa chữa xe máy thì các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho mình. Ok, đến bước thì các bạn sẽ lắp ráp từ côn trước đến côn sau. Các bạn sẽ cần bôi vào những trục côn như này một ít mỡ bò. Tiện đây thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách vào dây cu loa trên dòng xe tay ga luôn này. Các bạn sẽ nắm giữ chặt côn, đồng thời các bạn sẽ quay cùng kim đồng hồ, sau đó các bạn sẽ đưa dây cu loa vào.
Khi các bạn đã hoàn tất tất cả các bước trước khi lắp lốc côn thì các bạn cần đề cho máy nổ khởi động để các bạn kiểm tra xem là côn đã hoạt động như bình thường chưa này. Khi côn của xe đã hoạt động trở lại như bình thường và êm ái rồi, trước khi lắp lốc côn thì các bạn sẽ bôi vào trục côn sau 1 lít mỡ bò. Các bạn sẽ chú ý 2 acco của lốc côn. Kênh xe máy chuyên nghiệp của mình thì chuyên chủ đề về hướng dẫn sửa chữa xe máy. Bạn nào mà đang quan tâm về chủ đề sửa chữa xe máy thì các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi và bật chuông thông báo nhận được thông báo mới mỗi khi kênh xe máy chuyên nghiệp của mình đăng video mới lên kênh. Như thường lệ thì kênh xe máy chuyên nghiệp của mình sẽ công chiếu video vào 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần. Các bạn chú ý và đón xem. Ốc của lốc côn khi các bạn lắp vào thì các bạn cần siết chặt đều. Như vậy là video vừa rồi mình đã chia sẻ đến cho anh em và các bạn cách bảo dưỡng côn trên tất cả dòng xe tay ga nói chung và cái dòng xe lít 125 của hôm nay mình làm video nói riêng để cho các bạn tham khảo và áp dụng. Các bạn xem video của mình mà thấy hay và hữu ích thì đừng quên ấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ cho mình để theo dõi những video mới trên kênh. Xin chúc cho anh em và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công.